Nhóm Intergalactic Zone Media rất vui mừng được giới thiệu dự án đầu tiên của chúng tôi tên là Galactic Zone. Galactic Zone là dự án DNFT đầu tiên trên thế giới, viết tắt của Dynamic NFT. Khác với NFT, DNFT có thể thay đổi thuộc tính một cách linh hoạt, bao gồm tách và kết hợp nhiều thuộc tính vào một NFT, hoặc kết hợp các DNFT với nhau. Điều này giải thích tại sao nó được gọi là DNFT. Sự linh hoạt của DNFT mang tính ứng dụng cực kỳ cao, giúp mô phỏng nhiều thuộc tính của một đối tượng hay kết hợp lẫn nhau. Với ý tưởng này, dự án Galactic Zone đã ra đời. DNFT trong dự án Galactic Zone có thể sử dụng để chơi tất cả các dự án game trong hệ sinh thái, góp phần làm giá trị của nó luôn tăng trưởng. Các DNFT có tính tùy biến cao, hứa hẹn sẽ mang đến những điều thú vị cho nhà đầu tư và người chơi game trong tương lai, điều mà các dự án game NFT truyền thống chưa thể đạt được. Những người có công với dự án sẽ được tham gia vào danh sách mua whitelist đối với cộng đồng để có cơ hội mua whitelist. Vui lòng tham khảo hướng dẫn trong phần mô tả. Lưu ý, whitelist sẽ đóng vào 0 giờ Eastern Standard Time ngày 26 tháng 11 năm 2022. Chúng tôi sẽ chọn ngẫu nhiên và gửi email phản hồi nếu bạn là người may mắn. Để biết thêm thông tin về dự án, vui lòng truy cập các trang cộng đồng như Telegram, Discord, Facebook, LinkedIn, YouTube. Liên kết đính kèm trong phần mô tả hoặc truy cập website galacticzone.io.